Ở một gia đình nọ, có hai vợ chồng và ba người con. Họ sống với nhau rất hạnh phúc, trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười. Vào một ngày mưa gió bão bùng, một biến cố không may xảy ra. Có một băng cướp đột nhập vào căn nhà. Sáng hôm sau, khi công an tới thì mọi thứ đã quá muộn. Toàn bộ tài sản quý giá đã biến mất. Thi thể hai vợ chồng già được chôn dưới gầm giường. Thi thể của hai người con được chôn dưới chiếc xích đu ở sau nhà. Tìm mãi không thấy tung tích người con thứ ba đâu. Công an kết luận đây là một vụ án hết sức thương tâm. Từ đó, thi thoảng về đêm, hàng xóm lại nghe thấy giọng người con trai thứ ba văng vẳng trong căn nhà. Mãi về sau, khi một cảnh sát lật lại hồ sơ vụ án mới giật mình phát hiện gia đình đó chỉ có hai người con.